Có khi nào các bạn lên một trang mạng xã hội như là YouTube, TikTok, Spider Room hay một trang blog nào đó để tìm cho mình một phương pháp, kỹ năng để phát triển cho bản thân chưa? Có lẽ đa phần mọi người đều từng làm điều đó một vài lần. Có phải tâm trạng lúc đầu của chúng ta là hừng hực khí thế, bắt chước những phương pháp đó, để rồi sau một thời gian là hầu như là quên hết. Tiếp đó là một chút thất vọng kéo dài, mất đi niềm tin vào bản thân khi không làm được, thậm chí tồi tệ hơn là còn chê trách, chửi rủa, ghét thầm người đã dốc hết tâm sức và tâm huyết để chia sẻ kiến thức cho chúng ta. Câu trả lời cho sự thất bại được nêu trên sẽ được phân tích trong video chuyển thể từ bài viết của tác giả Công Quách tại Spider Room. Theo tác giả, việc học mà không đi đôi với thực hành sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn. Nhưng thực chiến ra sao, đối phó thế nào khi các vấn đề bất ngờ xảy ra trong quá trình thực chiến? Hãy cùng nhìn vào cách thức mà tác giả Công Quách đã thực hiện và rút ra cho bản thân để các bạn có câu trả lời phù hợp nhất nhé. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spy Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nhé. Tại sao ta luôn thất bại trong mọi phương pháp, kỹ năng? Chúng ta đã thực hiện các phương pháp, các kỹ năng mà người khác khuyên bảo, nhưng không bao giờ được câu hỏi rằng ta dùng phương pháp, kỹ năng đó để làm cái gì? Ừ thì các bạn có thể giải thích với các lý do như là người ta giải thích hết rồi, mắc mớ gì phải tìm hiểu. Người ta nói ra các bước rồi, tôi chỉ làm theo là ra kết quả thôi. Nhưng thực ra, những phương pháp, kỹ năng trên xuất phát từ kinh nghiệm của người tạo ra nó. Họ chỉ truyền tải kết quả để cho bạn biết. Còn quá trình như thế nào thì quá dài dòng. Đâu ai trong chúng ta muốn đọc một trang thất bại của họ khi họ tự đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân đâu chứ. Những ai tài năng hơn bạn ngoài kia, hiếm ai rảnh rỗi ngồi dạy cho bạn khi thấy bạn gặp sai lầm. Kinh nghiệm của họ chỉ sinh ra sau bao nhiêu lần họ đã vấp ngã, trễ chật. Bạn không phải là người trải nghiệm thực tế giống họ thì bạn không thể hiểu và làm theo những lời họ nói được. Vậy chỉ còn cách duy nhất là chúng ta phải thực hành thường xuyên những phương pháp, những kỹ năng trên để hiểu được ngọn ngành mọi vấn đề, hơn là đọc lướt qua để cho an tâm rồi vứt vào một góc. Làm thế nào để học và hành hiệu quả? Có 6 bước để học và hành hiệu quả. Tất nhiên là muốn biến tấu thế nào cũng được, tùy vào mỗi người. Các bạn tự thực chiến thì sẽ biết. Xin rằng các bạn đừng áp dụng máy móc kể cả với những bước được liệt kê sau đây nhé. Bước 1. Vấn đề của bạn đối mặt là gì? Nó có phát sinh ra vấn đề nhỏ nào khác không? Lấy ví dụ cụ thể như trong trường hợp của tôi có cái tật hay trì hoãn. Tôi thường lên mạng tìm rất nhiều cách nhưng chỉ xem cho vui thôi, rồi đâu lại vào đấy. Nhưng có một câu nói từ podcast của kênh Hiếu TV, nếu tôi nhớ không nhầm, việc anh chị cần hoàn thành thì anh chị cứ đánh lừa bản thân bằng cách tìm một vài công việc nhỏ để làm. Sau khi cơ thể quen với việc ngồi vào bàn làm việc, cơ thể anh chị tự nguyện làm công việc quan trọng mà các anh chị mong muốn hoàn thành. Kết quả đến với tôi rất nhanh sau khi áp dụng theo lời khuyên này. Vậy là sự trì hoãn không còn, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng thành công. Tôi bị sao nhãng do dùng điện thoại, mất tập trung bởi môi trường làm việc quá ồn ào. Tôi thường bị mệt khi làm việc kéo dài. Những vấn đề nhỏ nhặt này làm tôi tiếp tục bị trì hoãn. Vậy là tôi phải đi tìm những phương pháp khác để triệt tiêu những vấn đề nhỏ hơn. Bước 2. Tìm người có đủ khả năng làm bạn tin tưởng. Lên mạng tìm cho bạn một vài YouTuber hoặc các tác giả viết sách có kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Nội dung trong sách, video của họ phải đủ các bước hướng dẫn bạn một cách cụ thể và có giải thích rõ ràng. Nội dung tập trung một vài chủ đề nằm trong lĩnh vực mà họ hiểu, họ là chuyên gia. Tốt nhất là đừng tiêu thụ những nội dung kiểu thập cẩm. Nó làm bạn rối hơn nếu bạn thực sự chưa trải qua vấn đề. Mấy kênh YouTube hay là sách kiểu thập cẩm là như thế nào? Kể về họ nhiều hơn là về cách mà họ muốn dạy bạn. Chẳng hạn như tôi đã sống như thế này, nhờ vào điều này, điều kia mà cuộc đời tôi thay đổi. Bạn phải thực hiện ngay các bước ABC để được XYZ như tôi. Họ nói qua về khả năng của họ để bạn trầm trồ, bắt lỗi người khác để gia tăng sự uy tín của họ lên. Họ chờ tới khi có đề nghị quảng cáo quăng vào tài khoản của họ, rồi họ mới bắt đầu nói ra những kinh nghiệm cơ bản mà ai ai cũng biết. Thậm chí, nội dung mà họ nói nằm trình ình ở trong sách, nhưng vì bạn quá lười đọc nên bạn không biết. Đừng vội tức tối thù ghét những con người này, đơn giản là họ còn lo cho chén cơm manh áo, chẳng ai muốn làm miễn phí cả. Lời họ nói là thật, nhưng bạn không biết cách nào để làm được như họ cả. Nếu bạn là người thân với những người như thế này, thì họ sẽ dạy bạn tốt hơn đấy. Còn nó đôi ba lời trên mạng, nó còn chẳng giải quyết vấn đề của đôi bên, nhiều khi còn làm bạn mất niềm tin vào những người làm nội dung kiểu này. Bước 3. Thực hành để biết bạn có những vấn đề gì và phương pháp nó hiệu quả ở đâu, lúc nào và vào việc gì. Thực ra tôi không tin ai cả.
cho đến khi vấn đề của tôi trở nên ngày càng trầm trọng. Tôi bắt buộc phải làm theo kinh nghiệm họ đã đưa ra. Tôi giải quyết sự trì hoãn trong công việc như cách mà Hiếu TV đã nói. Từ đó, tôi lại phát sinh ra những thứ vật lãnh khác như mệt khi làm việc. Làm sao để hết mệt? Tôi dùng Pomodoro như tiến sĩ Chi Nguyễn từ Present Writer đã nói. Mà dùng Pomodoro lại cảm thấy kém hiệu quả bởi vì tôi không biết tôi phải làm gì trong thời gian quy định sẵn. À thì tôi quên bước lên kế hoạch làm việc. Nhưng mà lên kế hoạch làm việc như thế nào? Tiến sĩ nói chung chung quá, tôi không hiểu. Trong lúc tôi đang edit video, tôi mò đủ thứ. Từ tìm cách phối màu, tạo hiệu ứng này kia, cách A, cách B, cách C. Tôi chợt nhận ra vấn đề là chỗ tôi không có kế hoạch cụ thể nào cả. Mọi phát sinh đều xảy ra khi tôi không biết trước việc tôi đang làm có vấn đề gì để giải quyết nhanh chóng. Từ những lần edit video sau, tôi đã biết quy trình rõ ràng trong việc edit video cần có những bước nào. Tôi hiểu rằng việc muốn hoàn thành nhanh công việc, chỉ khi nào tôi hiểu được công việc của tôi là làm những việc gì thì chuyện lập kế hoạch chi tiết trở nên rất dễ dàng. Tôi chỉ cần bám vào kế hoạch đó mà hoàn thành chúng nhanh chóng hơn. Bước 4. Chấp nhận chúng ta là người mau bỏ cuộc. Chấp nhận ở đây đối với tôi không phải là tôi như vậy đấy, tôi dốt, tôi lười thì tôi không làm được. Thực tế thì vấn đề mà bạn đã nhanh chóng vứt vào một xó kia, có còn cách nào khác để giải quyết không? Hãy đặt câu hỏi cho vấn đề đó. Mà muốn đặt ra câu hỏi như thế nào thì phải thực hành với vấn đề mà bạn đang mắc phải. Từ đó mới có câu hỏi để đặt ra được. Sau đó, hãy đặt câu hỏi cho chị Google nhanh và luôn. Rồi chúng ta quay lại bước 2. Tìm người khác mà bạn cảm thấy cách của họ phù hợp với ta hơn người cũ để giải quyết vấn đề cho bạn. Còn lớn hơn nữa là mua luôn các khóa học. Mà mua khóa học thì sẽ cho bạn hai kết quả. 1. Bạn vỡ òa trong sự trầm trồ. 2. Bạn tiếc tiền và tức tối bởi vì bản thân ngu dốt khi đã cúng tiền cho khóa học mà bạn biết rằng phương pháp của họ có đầy trên mạng. Nhưng mà đừng có rủa những khóa học trong kết quả thứ hai nhá. Họ chỉ sắp xếp lại đúng kế hoạch, lịch trình cụ thể để bạn đi nhanh hơn. Đôi khi họ còn chia sẻ một vài kinh nghiệm nhỏ, những sai lầm mà họ đã mắc phải để cho bạn phòng tránh. Bước 5. Đánh giá lại cách của bạn so với cách của người dạy bạn. Học trò thì phải nhanh hơn thế chứ đúng không? Nhiều vấn đề mà các phương pháp của người dạy lại không đem lại hiệu quả thì chính bạn sẽ là người giải quyết nó. Những kiến thức cơ bản mà họ đã dạy cho bạn là kiến thức nền, vững chắc để cho bạn thỏa sức sáng tạo. Sáng tạo ở đây đối với tôi không phải là bịa ra một việc gì đó cho nó khác người, khác biệt với thế gian, mà là vấn đề bạn gặp phải sẽ luôn có cách do bạn tự nghĩ ra để giải quyết vấn đề dựa trên kiến thức nền, vững chắc kia. Vậy là bạn đã tự đánh giá phương pháp, kỹ năng giữa người thầy và bạn rồi đó. Mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa nếu ta học được hay tự tìm ra kỹ năng, phương pháp mới để làm. Bước 6. Tổng hợp lại các phương pháp, kỹ năng và dùng chúng nhiều lần. Nếu đã hiểu ra rồi thì làm ơn thực hành nhiều lần để nhớ, để thành thói quen khó bỏ. Bạn thấy các chuyên gia chưa? Nói thiên nói địa, nói cái gì cũng lọt vào tai bạn. Vì đơn giản họ đã tự giải quyết vấn đề của họ quá nhiều lần rồi. Nhớ ghi chú lại, mỗi lần thấy lú lẫn trong khi làm việc thì phải lôi ra đọc lại, để coi như là việc tự nhắc nhở bản thân đi đúng đường. Giờ thì các bạn cứ lên YouTube xem đi, mấy kênh YouTube có nội dung thập cẩm kia nó có đúng không? Họ chỉ tóm gọn lại kinh nghiệm của họ sau nhiều lần gặp sự cố mà thôi, giống như cách mà bạn đang ghi chú lại những phương pháp của bạn đấy. Giờ người ngoài nhìn vào ghi chú của bạn thì đố mà hiểu được bạn đã viết gì bởi vì bạn viết quá ngắn gọn, không kèm lời giải thích. Nhớ nhá, học phải đi đôi với hành. Muốn tán gái giỏi thì phải vừa học kinh nghiệm của mấy tay sắt gái và vừa đi tán gái để có kinh nghiệm. Chứ đừng có tin mấy ông chưa có bổ hay là bô bô rằng tán gái phải thế này thế kia. Chào thân ái và chúc các bạn thành công. Và đó là quan điểm của tác giả Công Quách tại Spider Room khi đối mặt với các vấn đề trong việc tiếp thu kỹ năng mới để phát triển bản thân. Ý kiến của bạn thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Peace!